Hello nhá, xin chào cả nhà nhá. Đây, hôm nay mình sẽ làm cái món ốc ốc núi. Đây là ốc núi nhá. Đây là ốc núi đây. Thì hôm qua mình với người cháu đi xoay. Đấy, xoay được khoảng 5 kg. Chỗ này 5 kg nhá. 5 kg đấy, thấy nào. Đấy, để xoay mất 1 tiếng thôi. Có chỗ thì nó rất là có nhiều, nhưng ban ngày thì đi tìm rất là khó cơ. Ban ngày nó ở dưới cái lá cây nhá. Ban ngày chúng ta phải dưới lá cây, nên là lên lấy soi rất là không. Núi này mình chỉ có xả này, đấy, ớt này, đấy, ớt, đấy, ớt nhá, ớt này, mình là lá chanh, sẽ dùng là xả ớt lá chanh. Đấy, mình sẽ cái này mình chưa nhập về, mình chưa sửa, mình mang đi sửa qua với bàn chải cỏ, mình sẽ cỏ sạch, bàn chải cỏ sạch đi. Đấy. Xào với xả ớt và chanh, xong là xả mình sẽ thái nhẹ nhàng. Đấy, ớt mình sẽ thái thành lát. Sau khi quá trình rửa xong anh em cho xuống cái chậu nhá. Sau đó thái ớt đây, thái được khoảng mấy quả ớt xuống mình sẽ ngâm được khoảng 20 phút. Đấy, cho nó nhả hết những các chất nhầy cái nhiếc ở trong ra nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ mang đi rửa. Đấy, sẽ mang ra ngoài đi rửa nhé. Được. Còn ít rồi. Đây. Xong rồi sẽ cho mình thái ớt, thái lát ớt xuống ngâm 20 phút nha. Đây, mình đã rửa xong nhá. Rồi, về. Yeah. Bây giờ mình sẽ thái ớt, ớt ngâm. Vào gần cho anh em xem. Đây nha. Đây, vừa mình chọn ớt xuống này. Đây, ngâm được khoảng 20 phút nhé, 20-30 phút cho nó nhả hết những cái chất nhảy ra này. Đây, nhả một con trắng này. Đấy, mình cứ ngâm được khoảng 20 phút thì nhả hết chất nhảy ra, xong là mình lại tiếp tục rửa lần hai. Đấy, xong mình sẽ mang về gia vị các kiểu mình sẽ đảo nhá. Yeah, ngon chưa? Mình sẽ thái gia vị nhá, thái gia vị, đảo gia vị các kiểu, xong rồi mình sẽ xào. Rồi, mình sẽ làm món xào nhá. Thank you.
chưa? Nghe nó ngon chưa? Đây, nếu xong mình sẽ đưa xuống dưới này nhá. Đây, mình sẽ dùng cái khay thủng này. Đấy, mình còn để cái phần nước ở dưới. Đấy, khi mình đặt lên là mình ăn, nước nó sẽ nóng ở dưới đây. Đấy, rồi là cầm cái con ốc kiểu khô, nước ở trong dưới. À, bây giờ là thử chiên con này thử xem ngon không? Chưa có nước chấm nhưng mà ăn thử xem. Được chưa? Ôi giời, hơn 5 cân. Hơn 5 cân rồi. Rồi, nước nó đầy đầy ở dưới nhá. Rồi. Đấy. Này, nó vừa nóng rồi. Vừa nóng rồi. Rồi, thì kia ăn cái quẹt chọc. Bia. Nha. Chào anh em nhé.